Rồi các bạn nghĩ câu 2 La Mã. Hệ quả chuyển động của trái đất quanh mặt trời. Một nhỏ hiện tượng mùa. Được chưa? Thấy màn hình rồi đúng không? Dạ. Rồi. Rồi các bạn quan sát cho cô những bức hình này, mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông. À, các bạn quan sát những bức hình này cho cô biết mùa là gì. Bạn nào có câu trả lời thì giơ tay lên, cô mời bạn Phương Thảo. Thời gian của năm có đặc điểm thời tiết khí hậu ạ. À, mùa các bạn còn thể nhìn thấy màn hình không? Dạ thấy Còn ạ. mùa là những khoảng thời gian trong năm, đúng rồi, các bạn trả lời đúng rồi đó, là những khoảng thời gian trong năm có đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu. Đây các bạn quan sát cho con này, mùa xuân này, các bạn thời tiết mùa xuân nó khác với mùa hè, mùa thu, mùa đông, và mỗi mùa có đặc điểm thời tiết khí hậu khác nhau, dẫn đến là gì? À, sự phát triển của thực vật vào các mùa này nó cũng cũng khác nhau. Mùa mùa hạ ở Bắc Cực Bắc các bạn sát này, cây cỏ tươi tốt. Mùa thu thì cây cỏ nào? Úa vàng đúng không? Cây bắt đầu rụng lá. Mùa đông thì có tuyết phủ này, băng tuyết phủ ở trên mặt đất. Rồi mùa xuân thì băng bắt đầu như nào? Băng tuyết bắt đầu tan ra. Đó, đặc điểm mỗi mùa mỗi khác. Và người ta có nhiều cách chia mùa khác nhau. Có thể chia một năm ra các mùa nóng, mùa lạnh. Chia mùa nóng, mùa lạnh dựa vào cái sự phân bố nhiệt của mặt trời. Chia ra mùa khô, mùa mưa dựa vào sự phân bố mưa trong năm. Hoặc chia làm bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Các bạn nhớ cô, mùa là một khoảng thời gian của năm có đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu, và có nhiều cách chia mùa. Có thể chia dựa vào sự phân bố nhiệt, dựa vào sự phân bố lượng mưa, hoặc là dựa vào các đặc điểm về thời tiết để chia ra các mùa xuân, hạ, thu, đông. Rồi các bạn sẽ quan sát cho cô hình 7.1 chuyển động của trái đất quanh mặt trời và các mùa ở bán cầu Bắc. Hình 7.1 này trong sách giáo khoa các bạn cũng có. Nếu như ở bên của các bạn nhìn mờ thì mình sẽ nhìn vào sách giáo khoa giùm cô. Rồi các bạn sẽ quan sát hình 7.1 kết hợp với đọc thông tin trong bài cho cô biết. Ngày 22 tháng 6, đây này các bạn, ngày 22 tháng 6, bán cầu Bắc hay bán cầu Nam ngã về phía mặt trời nhiều hơn? Rồi, các cô nhắc lại kiến thức cũ một chút nè. Đây là đường sinh đạo, vĩ tuyến 0 độ, được chưa? Sinh đạo chia bề mặt trái đất ra hai nửa bằng nhau. Nửa bề mặt địa cầu từ sinh đạo đến cực Bắc, cái nửa này người ta gọi là nửa cầu Bắc hay bán cầu Bắc. Rồi, nửa bề mặt địa cầu từ xích đạo đến cực nam, nửa bề mặt địa cầu từ xích đạo đến cực nam người ta gọi là nửa cầu nam hay bán cầu nam. Vậy thì mình sẽ nhìn vào đây, mình cho cô biết ngày 22 tháng 6 nửa cầu Bắc hay nửa cầu Nam ngã về phía mặt trời nhiều hơn. Tương tự như thế, cho cô biết ở vị trí ngày 22 tháng 12, trái đất ở vị trí ngày 22 tháng 12 thì nửa cầu Bắc hay nửa cầu Nam ngã về phía mặt trời nhiều hơn. Rồi các bạn quan sát trả lời nhanh cho cô. Cô mời bạn Lê Tài. Dạ thưa cô, là vào ngày 22 tháng 6 thì là bán cầu Bắc sẽ ngã về phía mặt trời nhiều hơn. Còn vào ngày 22 tháng 12 là nó sẽ gần nghiêng về nửa cầu Nam sẽ ngã về phía mặt trời nhiều hơn. À đúng rồi. Đây, lúc nãy cô nói đây là bán cầu Bắc này. Ngày 22 tháng 6 bán cầu Bắc ngã về phía mặt trời nhiều hơn. Đến ngày 22 tháng 12 thì nửa cầu Nam lại ngã về phía mặt trời nhiều hơn. Đó. Nguyên nhân là sao các bạn? À, vì trái đất chúng ta luôn luôn giữ nguyên cái độ nghiêng và hướng nghiêng trong quá trình chuyển động. Cho nên có lúc sẽ ngã nửa cầu Bắc về phía mặt trời. Có lúc sẽ ngã nửa cầu Nam về phía phía mặt trời.
Rồi các bạn ghi nhớ cái nội dung này cho cô nha, không cần ghi vào vở đâu, mình nhớ nè. Ngày 22 tháng 6 thì bán cầu Bắc ngã về phía mặt trời. Ngày 22 tháng 12 thì bán cầu Nam ngã về phía mặt trời nhiều hơn. Rồi, các bạn sẽ hoàn thành cái bảng này cho cô. Đây. Từ ngày 21 tháng 3. 21 tháng 3. Đây, 21 tháng 3. Tới 23 tháng 9, đây 21 tháng 3 xong rồi tới 26. Rồi tới 23 tháng 9. Thấy chưa các bạn? Thời gian từ 21 tháng 3 tới 23 tháng 9. Thì hồi nãy mình nói gì? Đây là thời kỳ nửa cầu Bắc ngã về phía mặt trời nhiều hơn, đúng không? Vậy thì ở nửa cầu Bắc sẽ là mùa nóng hay mùa lạnh? Mình xác định cho cô, mùa nóng hay mùa lạnh. Rồi, từ 23 tháng 9 đến 21 tháng 3 năm sau, 21 tháng 3 năm sau thì nửa cầu Bắc là mùa nóng hay mùa lạnh? Tương tự như thế đối với nửa cầu Nam. Rồi, các bạn sẽ xác định cho cô trong vòng 2 phút. Nhìn, quan sát thật kỹ à, quan sát thật kỹ là mình sẽ biết thôi. Nửa cầu nào ngã về phía mặt trời nhiều hơn thì nửa cầu đó là mùa nóng nha. Nửa cầu nào ngã về phía mặt trời nhiều hơn thì sẽ nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt của mặt trời hơn thì nó sẽ là mùa nóng. Còn nửa cầu nào trách xa mặt trời thì sẽ nhận được cái lượng ánh sáng và nhiệt ít hơn thì nó sẽ là mùa lạnh ha. Cô thấy có một số bạn giơ tay, có một bạn Doanh nào giơ tay rất là nhanh này. Doanh, cô từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 23 tháng 9 ở bán cầu Bắc là mùa nào mùa nào bán cầu Bắc sẽ nhiều về phía mặt trời nên được nên nóng hơn. Còn thường ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 là bán cầu Nam là mùa nóng, cho bán cầu Nam ngã nhiều về phía mặt trời nên nóng hơn. Rồi tiếp tục em, từ ngày 23 tháng 9 tới 21 tháng 3 năm sau. Bạn Doanh có câu trả lời chưa? Em nói rồi cô. Từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 đó cô. Còn đàn được con Nam thì sao em? Con Nam từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 là đúng không? Là bán cầu Nam và mùa nóng, vì bán cầu Nam ngã nhiều về phía mặt trời hơn. Rồi, bạn trả lời đúng chưa Lê Tài? Nhận xét coi. Theo em là bạn trả lời đúng. Em là xin bạn nhắc lại. Ừ. Đó, cô là từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 23 tháng 9 thì ở nửa cầu Bắc sẽ là mùa nóng, và ngày 21 tháng 3 đến 23 tháng 9 ở nửa cầu Nam sẽ là mùa lạnh. Còn vào 23 tháng 9 đến 21 tháng 3 năm sau thì là ở bán cầu Bắc sẽ là mùa lạnh. Còn 23 tháng 9 đến 21 tháng 3 năm sau ở nửa cầu Nam sẽ là mùa nóng. À, đúng rồi. Các bạn sẽ quan sát lên hình cho cô nhắc lại một lần nữa nha. Hai bạn trả lời rất là tốt. Từ ngày 21 tháng 3 là các bạn đến 23 tháng 9. Từ 21 tháng 3 đến 23 tháng 9 nha. Thì nửa cầu Bắc ngã về phía mặt trời nhiều hơn là các bạn thì sẽ nhận được cái lượng nhiều nhiệt và ánh sáng như nào? À, nhận được cái lượng nhiệt và ánh sáng nhiều hơn nửa cầu Nam thì nửa cầu Bắc sẽ là mùa nóng, đúng không? Rồi lúc bây giờ thời kỳ này thì nửa cầu Nam cách xa mặt trời nó sẽ là mùa gì? Mùa lạnh, bởi vì nhận được cái lượng nhiệt và ánh sáng mặt trời ít hơn. Rồi tương ứng với mùa nóng, tương ứng với mùa nóng sẽ là cái mùa này này, cái mùa này là dựa vào sự phân bổ ánh sáng và nhiệt. Còn dựa vào thời tiết
thì đây sẽ là mùa gì? À, mùa xuân và mùa hè nha các bạn, mùa xuân và mùa hè. Còn tương ứng với mùa lạnh thì sẽ là gì? Mùa thu và mùa mùa đông, được chưa? Rồi, từ ngày 21 tháng 3 tới 23 tháng 9, lúc nãy mình nói ở nửa cầu nam sẽ là mùa gì các bạn? À, mùa lạnh nha, mùa lạnh. Rồi, từ ngày 23 tháng 9 đến 21 tháng 3 năm sau. 23 tháng 9 đến 21 tháng 3 năm sau thì nửa cầu nam ngả về phía mặt trời nhiều hơn nè các bạn. Thì lúc bấy giờ ở nửa cầu nam sẽ là mùa nóng, bởi vì nó nhận được cái lượng nhiệt và ánh sáng mặt trời nhiều hơn nửa cầu bắc. Đúng chưa? Thời kỳ này nửa cầu bắc thế nào? À, cách xa mặt trời, đúng không bạn? Cách xa mặt trời, cho nên sẽ là mùa lạnh. Rồi tương ứng với mùa lạnh sẽ là mùa gì? Mùa thu, mùa đông. Tương ứng với mùa nóng sẽ là mùa xuân và mùa hè. À, như vậy các bạn thấy nguyên nhân dẫn đến cái hiện tượng các mùa này đó là gì? Do trái đất của chúng ta giữ nguyên cái độ nghiêng và hướng nghiêng trong khi quay quanh mặt trời, hay nói cách khác là trái đất giữ nguyên cái độ nghiêng và hướng nghiêng khi chuyển động trên quỹ đạo quanh mặt trời, cho nên có lúc sẽ ngả nửa cầu bắc, có lúc sẽ ngả nửa cầu nam về phía mặt trời. Nửa cầu nào ngả về phía mặt trời thì sẽ nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt, sẽ là mùa nóng. Còn nửa cầu nào cách xa mặt trời thì sẽ nhận được cái lượng nhiệt và ánh sáng ít hơn và sẽ là mùa lạnh. Rồi các bạn nhìn được cái bảng này cho cô. Các mùa hay nửa cầu nó có giống nhau các bạn? Giống nhau không? Bạn An, Lê An nhận xét cho cô coi. Dạ cho cô là không giống nhau cô. Khi nửa cầu bắc là mùa nóng thì nửa cầu nam là mùa lạnh. Khi nửa cầu bắc mùa lạnh thì nửa cầu nam là mùa nóng. Vậy thì các mùa ở hai nửa cầu có giống nhau không? Dạ giống nhau cô là nửa cầu bắc không giống với nửa cầu nam. À, nó không giống nhau mà nó như nào? Trái ngược nhau, đúng không? Nửa cầu này nóng thì nửa cầu kia lạnh. Đó, nửa cầu này nhận được nhiều nhiệt thì nửa cầu kia sẽ nhận được ít nhiệt và ngược lại, nha. Rồi đó là cái hiện tượng mùa, các bạn nắm được chưa? Rồi mình sẽ ghi vào cho cô. Trong quá trình chuyển động quanh mặt trời, nửa cầu bắc và nửa cầu nam luôn xiên ngả về phía mặt trời, sinh ra các mùa. Rồi sự phân bố ánh sáng, lượng nhiệt tạo các mùa ở hai nửa cầu trái ngược nhau. Và người ta chia một năm ra bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. À, thường chia một năm ra bốn mùa như thế. Các bạn ghi lại vào vở nhé. Rồi xong chưa các bạn? Dạ chưa cô. Dạ rồi ạ. Bạn nào mà chưa xong cô cũng chuyển rồi cái ô chat rồi đó, mình có thể nhìn rồi đó, mình biết ở đâu ạ?
lâu rồi. Nhanh lên một chút nha các bạn. Rồi bạn nào chưa xong thì có thể nhìn vô chat để ghi bài giùm cô nha. Rồi ở Việt Nam các bạn chú ý cô này, Việt Nam chúng ta các mùa không có rõ nét, nếu mà phân theo các mùa xuân hạ thu đông thì không có rõ nét. Ở miền Bắc thì chúng ta vẫn nói là gì, có bốn mùa, tuy nhiên mùa xuân và mùa thu chỉ là những cái thời kỳ chuyển tiếp ngắn. Còn ở miền Nam thì hầu như là nóng quanh năm, hầu như là nóng quanh năm, thì một năm phân làm hai mùa rõ rệt, đó là mùa mưa và mùa khô. Chúng ta căn cứ vào các lượng mưa các bạn, là phân ra là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa trùng với mùa hè, cái thời kỳ mùa mưa chúng ta mới vừa qua rồi đó, bây giờ chúng ta đang sống ở mùa gì, mùa khô. Rồi cô lưu ý các bạn nha, nhớ kỹ cho cô cái nội dung này nha, nhớ kỹ nội dung này là ở Việt Nam thì khu vực miền Bắc có bốn mùa, tuy nhiên mùa xuân và mùa thu chỉ là hai cái thời kỳ chuyển tiếp ngắn. Còn ở miền Nam thì một năm phân làm hai mùa, đó là mùa mưa và mùa khô. Và hiện tại chúng ta đang sống ở mùa khô. Nha, chúng ta đang sống ở mùa khô. Nhớ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành cho cô cái bài tập này.